go. Cũng nhiều người hỏi tôi câu này, tại sao anh lại làm điều này? Còn tôi nghĩ là tại sao không làm điều này? Bạn biết đấy, có rất nhiều lý do khi tôi làm điều này. Khi tôi sống ở đây, tôi thấy càng yêu nơi này. Chính vì thế tôi muốn bảo vệ nó và tôi nhìn thấy vấn đề của nó. Tôi thường nói với bạn bè điều này. Và tôi muốn làm gì đó để cải thiện nó. I just felt tired of talking about the problem, and I wanted to do something to fix it, yes, to try to fix it. Đúng thế, chúng tôi cố gắng và thử khắc phục chúng. Tôi nghĩ rằng nếu không ai làm điều gì đó, thì sẽ không bao giờ chúng ta thay đổi điều gì. Nên chúng tôi cố gắng làm điều gì đó tích cực và mong muốn đạt kết quả tích cực. Chúng tôi ban đầu thực hiện các hoạt động dọn dẹp, nhặt rác, sau đó sẽ viết lại các mẩu tin và câu chuyện về hoạt động đó. Sau đó thì đưa lên web và fanpage. Mọi người muốn tham gia thì sẽ liên hệ với chúng tôi. Nhóm nòng cốt thì có 10 người, 2.000 tình nguyện viên tham gia cùng chúng tôi. Trong 2 năm nay thì nhóm nòng cốt có 50% là người Việt Nam, 50% là người nước ngoài.